mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của đài tiếng nói việt nam chương trình tìm trong kho bóng quý vị và các bạn thân mến. Nhìn lại những thành tựu của nền văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Trào lưu văn học hiện thực phê phán chiếm một vị trí quan trọng với hàng loạt các tên tuổi như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Bùi Hiển, Nguyên Hồng, Kim Lân, Tam Lang, Nguyễn Đình Lạp. Trong số hàng loạt các cây bút vừa kể tên Vũ Trọng Phụng nổi lên như một gương mặt thật độc đáo. Ông chỉ sống vỏn vẹn có 27 năm trên dương thế nhưng đã để lại một gia tài sáng tác đáng kinh ngạc, gồm hơn 30 truyện ngắn, 9 tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch cùng một bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài phê bình tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa chương trình Tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật VOV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được dành một số chương trình để tìm hiểu các di sản văn chương của Vũ Trọng để mở đầu cho kỳ một của loạt chương trình Tìm hiểu di sản văn chương Vũ Trọng Phụng. Mời quý vị thính giả cùng nghe bài viết Vũ Trọng Phụng và sự tha hóa của con người của nhà phê bình văn học Thụy Khuê. Vũ Trọng Phụng là một trong những khuôn mặt độc đáo nhất của văn học tiền chiến. Văn chương Vũ Trọng Phụng đối lập với văn chương tự lực văn đoàn và cũng khác hẳn lối hiện thực phê phán của những người cùng thời như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng. Trái với những nhận định của phần đông các nhà phê bình từ trước đến nay, kể cả những người như Phan Khôi, Trương Tử, Vũ Trọng Phụng không dùng ngòi bút để chống lại một thành phần, một giai cấp, cũng không trực tiếp chỉ trích sự mục nát thối giữa của xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân. Nhìn trên bề mặt mà ông mô tả sự tha hóa của con người, trên toàn diện xã hội, dưới chiều sâu, qua nhiều từng lớp, nhiều hạng người, mỗi người có một cách tha hóa khác nhau trước thế lực của tiền bạc và tham ô. Thực ra Vũ Trọng Phụng không phải là nhà văn tranh đấu Hiểu theo nghĩa cách mạng, ông cũng không chống Pháp theo nghĩa thông thường. Vũ Trọng Phụng là một nhà văn, một nhà văn đích thực viết về sự tha hóa của con người. Tác phẩm của ông phát xuất từ xã hội Việt Nam dưới thời phát thuộc những năm 30, 40 với tất cả những tệ đoan của thời đó. Nhưng Vũ Trọng Phụng không quy kết trách nhiệm cho tập đoàn lãnh đạo là chính phủ bảo hộ hoặc nhà vua An Nam mà ông đào sâu hơn điều tra mỗi hành động của cá nhân con người để xác định trách nhiệm mỗi cá nhân trước bổn phận và đạo đức sống của chính mình. Trong những chuyện ngắn đầu tiên như Một cái chết 1931, Bàn lão lòa 1931, Ông đã nêu đích danh thủ phạm của những cái chết bi thương, đói khát, làn lòng dạ ác độc không cưu mang nhau giữa người với người. Chính vì điểm ấy mà Vũ Trọng Phụng khác những nhà văn cùng thời. Tác phẩm của ông không bị giới hạn trong luận đề chôn xã hội cũ như phần lớn các thành viên tự lực văn đoàn. Ông cũng không tố cáo những bất công của xã hội thực dân như các ngòi bút hiện thực phê phán. Vũ Trọng Phụng là nhà văn tả chân đúng nghĩa nhất của hai chữ tả chân. Nghĩa là ông chỉ truy lùng sự thực ông chỉ đi tìm sự thực về con người mà thôi vì vậy tác phẩm của vũ đạt tới sự phổ quát những nhân vật của vũ có thể tìm thấy trong bất cứ xã hội nào mà tham nhũng và tiền bạc làm chủ xưa cũng như nay đông cũng như tây vũ trọng phụng trình bày con người của mọi thời dưới khía cạnh thực nhất đó là sự thay lòng đổi dạ của con người trong một môi trường xã hội mà tiền bạc có thể chi phối tất cả. Vũ Trọng Phụng viết về sự tha hóa của con người trong khi các tác giả khác mới chỉ đề ra những nạn nhân của chế độ như Loan trong đoạn tuyệt, nạn nhân của chế độ mẹ chồng nàng dâu, dậu trong tất đèn, nạn nhân của sưu cao thuế nặng của quan lại dâm ô, bính trong bỉ vỏ, nạn nhân sự phản bội của người tình, sự tàn ác của cha mẹ, sự đoạn đầy của xã hội, vân vân. Ở Vũ Trọng Phụng là sự phản tỉnh rất sớm về cái gọi là tính người. Năm 1936, khi viết ba tác phẩm chính của mình là Dông Tố, Số Đỏ và Vỡ Đê, Vũ Trọng Phụng mới 24 tuổi mà ông đạt tới độ chín của các nhà văn đứng tuổi từng trải. Có lẽ bởi Vũ Trọng Phụng đã phải vào đời sớm, làm nghề nhà báo, phải sông sáo trong những môi trường ăn chơi trụy lạc đến các cửa quan về thôn ổ. Ngòi bút Vũ Trọng Phụng trước tiên là ngòi bút phóng sự điều tra, văn phóng túng, trực tiếp, đốt chát, là thứ hiện thực hàng ngày được đưa lên mặt báo. Bộ ba tiểu thuyết then chốt, dông tố, số đỏ và vỡ đê đã xây dựng nên vũ trụ Vũ Trọng Phụng một vũ trụ đen tối, khía cạnh bất nhân trong nhân tính, sau này chúng ta thấy lại trong tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp. Vũ Trọng Phụng là nhà văn Việt Nam đầu tiên đã phanh phui thú tính nơi con người, kể cả những người được coi là hiền lành chân thật. Trong khi những tác giả hiện thực cùng thời mới chỉ phân chia xã hội thành hai lớp tốt và xấu, đề cao cái tốt và hạ bệ cái xấu. Vũ Trọng Phụng đi trước thời đại, bước lên trên lối phân tích luân lý giáo khoa đó. Ông tả chân một xã hội hai mặt với những con người hai mặt, dùng đối thoại và độc thoại nội tâm của các nhân vật như một phương pháp thám hiểm vùng tiềm thức của con người ở thời điểm những năm 30 của thế kỷ trước. Để hiểu thêm về giá trị các tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Nga, Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. À, vâng thưa tiến sĩ Đỗ Thanh Nga, hôm nay tôi muốn làm một cuộc trò chuyện nho nhỏ với chị để nhìn lại những cái đóng góp của nhà văn Vũ Trọng Phụng qua các cái tác phẩm tiểu thuyết của ông theo chị thì nói về cái giá trị nội dung của những tiểu thuyết mà vũ trọng phụng đã sáng tác có những cái điểm nổi bật nào chúng ta có thể khẳng định với một cái lối viết châm biếm sắc sảo thì vũ trọng phụng đã xác định cho mình ngay từ đầu với cái vai trò là một nhà văn tả chân cho nên ông là một trong những cây bút xuất sắc nhất của trào lưu văn học hiện thực phê phán vũ trọng phụng đã mang vào trong những tác phẩm của mình đặc biệt trong những tiểu thuyết đặc sắc như là dung tố và số đỏ chân dung của xã hội đương thời với tất cả những cái mặt trái, những góc khuất xấu xa của một cái xã hội tư sản thành thị như ông đã sống, trải nghiệm và quan sát trong một cuộc đời ngắn ngủi của nhà văn. Và cái giá trị của những cái tác phẩm này này là ngoài những cái dấu ấn về những chân dung điển hình trong hoàn cảnh điển hình thì người đọc của những thế hệ sau này có thể hiểu được phần nào về văn hóa về xã hội về bối cảnh của một xã hội việt nam dưới thời nửa thực dân nửa phong kiến nửa âu nửa á với những cuộc cải cách những cái trào lưu chạy theo một cái lối văn minh tân tiến mà như vũ trọng phụng tái hiện lại là nó có phần là hợp hĩnh hãnh tiến nó lố lăng nếu mà nhìn một góc độ nào đó thì chúng ta thấy rằng là những trào lưu mà thực dân Pháp tạo ra cho giới tư sản hoặc là giới thị thành thì nó giống như là những cái trào lưu mà để du ngủ ở giới trẻ để họ tạm quên đi cái nỗi nhục mất nước hay là để họ hướng đến mẫu quốc của nước Pháp giống như là thực dân Pháp vẫn dương ra cái khẩu hiệu đó là khai hóa văn minh để mà người ta tin tưởng vào một cái lý tưởng về mẫu quốc thuần phục mẫu quốc. Thực ra thì Vũ Trọng Phụng không phải là một nhà văn thuộc về trào lưu văn học cách mạng. Nhưng những gì mà ông đã viết trong tác phẩm của mình Nó có giá trị thức tỉnh rất lớn Đối với người đọc đương thời Đối với thế hệ thanh niên đương thời Vì những gì mà thực dân Pháp đang cố gắng tô hồng Cho thể chế của mình Cho cách quản lý của mình đối với xã hội Việt Nam Thì Vũ Trọng Phụng bóp trần nó ra tất cả Vậy theo chị cái độc đáo trong văn chương của Vũ Trọng Phụng là gì? Cái độc đáo của Vũ Trọng Phụng chính là cái giọng văn à, Nó vừa châm biếm mỉa mai dễu cợt nhưng nó mang cái phong cách rất là sâu cay và nó làm cho người ta khi đọc vừa thấy cái cười hả hê dễu nhại nhưng lại vừa thấy cái đau xót xót xa của cái sự tha hóa của lương tâm con người trong một cái bối cảnh một xã hội chỉ chạy theo những cái phù phiếm cái dởm đời ví dụ như là đọc cái đoạn trích hạnh phúc một tăng gia của số đỏ thì người ta thấy rằng là đến ngay cả những cái gì gọi là giá trị thiêng liêng nhất về tình cảm gia đình hay là về những nghi lễ thành kính dành cho những người đã khuất cũng bị đem ra trở thành cái thứ trò hề lố lăng hay như trong dung tố chẳng hạn thì người ta cũng có thể nhìn thấy ở trong đó những cái tấn bi kịch của những gia đình tưởng như rất giàu sang rất phú quý rất hào nhoáng như gia đình nghĩ hách thì phía bên trong nó là tất cả những cái mặt tối sự giả trá của con người sự suy đồi về lương tâm cũng như đạo đức của những con người trong cái gia tộc đấy ngoài ra thì còn những cái tiểu thuyết khác mà Vũ Trọng Phụng viết về những góc tối của cuộc sống, ví dụ như làm đĩ chẳng hạn. Lúc bấy giờ nếu như các nhà văn lãng mạn như tự lực văn đoàn chẳng hạn thì họ rất là đề cao cái ái tình tự do. Rồi những cái tư tưởng tự do của nam nữ thanh niên thời bấy giờ. Những tình yêu mà có thể nói là vượt những khuôn khổ của ngàn năm phong kiến. Nó gắn liền những yếu tố sắc dục. Thì Vũ Trọng Phụng viết rất nhiều về vấn đề tính dục trong văn chương nhưng mà ông lại viết theo cái góc độ là phê phán. Vũ Trọng Phụng là người mà có thể nói là theo cái tư tưởng phong kiến và có cái tư tưởng khá là nặng nề về khuôn khổ về đạo đức con người. Cho nên những gì ông phơi bày trong tác phẩm của mình thì ông chủ yếu là để vạch mặt những cái xấu xa, những cái trào lưu đua đòi trong xã hội, mong muốn bảo tồn những cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Có người cho rằng là ở Vũ Trọng Phụng thì về mặt xuất phát điểm ấy là ông là một người mà vốn là giỏi về kịch và phóng sự chứ không hẳn là giỏi về tiểu thuyết bởi vì đọc văn của Trọng Phụng thì rất ít thấy những cái miêu tả cảnh hoặc là dụ đi sâu vào nội tâm và đó chính là anh Cao Việt Dũng và Cao Việt Dũng có nói rằng là 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 về cái cái chất phóng sự ở trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng ấy, là nó rất là đậm nét và sau này đến một cái giai đoạn nào đó thì khi mà quan niệm về tiểu thuyết trong tới về bình văn Việt Nam nó rộng mở hơn thì những cái tác phẩm của Vũ Trọng Phụng ấy nó mới được coi là những cái, cái tiểu thuyết chính danh của nó chị có nhận xét gì về cái chất phóng sự ở trong cái tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng và cái này nó có phải là một cái nó làm nên cái đặc trưng trong cái tiểu thuyết của ông hay không? Vũ Trọng Phụng đã được mệnh danh là ông vua phóng sự đất bắc với những phóng sự rất xuất sắc ví dụ như là cơm thầy cơm cô chẳng hạn hay kỹ nghệ lấy tây cái chất phóng sự trong văn Vũ Trọng Phụng nó cũng xuất phát từ quan niệm văn trường của ông ông nói rằng là các ông muốn tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết tôi và những nhà văn cùng chí hướng như tôi muốn tiểu thuyết phải là sự thật ở đời. Cho nên cái quan niệm tiểu thuyết phải phản ánh đúng những gì là sự thật ở đời, nó là chính là dấu ấn của những thiên phóng sự mà ông đã điều tra, đã viết báo. Và cái dấu ấn ấy nó đậm nét đến nỗi mà người ta nghĩ rằng là Vũ Trọng Phụng đôi khi là cái theo cái trường phái văn tả chân đến mức gọi là theo chủ nghĩa hiện sinh và có phần là hơi bị thô tục hóa nhưng tôi cho rằng cái đó nó tạo nên một dấu ấn riêng của Vũ Trọng Phụng. Bởi vì cùng giọng văn trào phúng nhưng Nguyễn Công Hoan không đạt được đến mức như Vũ Trọng Phụng. Tại sao cũng cùng là văn trào phúng nhưng Vũ Trọng Phụng được đánh giá cao hơn Nguyễn Công Hoan? Chính là ở yếu tố là khi bản thân nhà văn đưa những cái yếu tố mang đầy tính kịch hay là tính phóng sự như anh nói vào trong tác phẩm của mình thì nhà văn đã làm cho nó mềm mại đi văn chương hóa lên bằng những cái tư tưởng những cái triết lý mà ông đan lồng trong những hình tượng hay những chi tiết mà ông đưa trong tác phẩm của mình ví dụ như viết về một cuộc đời của một con sen đũi trong cơm thầy cơm cô thì người ta thấy không đơn giản chỉ là một bản lý lịch tự thuật nhân vật như trong phóng sự mà người ta thấy có cả những góc khuất những cái chi tiết về nội tâm nhân vật cái đau đớn của con sen đũi khi nó thuật lại cái câu chuyện mà nó bị bà chủ lừa như thế nào để dâng cho thần tây hay là ví dụ như là trong tiểu thuyết làm đĩ của vũ trọng phụng những cái chăn trở, những cái suy nghĩ, cái dây dứt của cô nhân vật chính, nhân vật Huyền. Thì nó cũng gợi lại những cái điều mà ông đã từng chăn trở trong lục sỉ. Đấy là cái tâm của nhà văn đối với cuộc đời nó được đan lồng khéo léo trong các chi tiết. Cho nên mặc dù những cái kịch tính ở trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụ nó rất gần với tính kịch và nó cũng rất gần với cái chất phóng sự. Nhưng người ta không cảm thấy nó khô cứng. Và cái xung đột nội tâm ấy kết hợp với những cái chi tiết được tái chân trong tác phẩm của vũ trọng phụ thì người ta cảm thấy là nó giống như những thước phim sinh động để người đọc có thể hình dung rõ ràng hơn về cá tính về chân dung nhân vật chuyên mục chuyện cũ tích xưa và các bạn thân mến, cuộc đời ngắn ngủi 27 năm của Vũ Trọng Phụng không chỉ để lại một gia tài văn chương đáng kinh ngạc mà còn để lại nhiều câu chuyện ấm lòng được lưu truyền trong làng văn. Tiếp theo chương trình mời quý vị cùng nghe bài Tôi đã ăn một cái Tết 70, trích từ hồi ký của Đồ Nam đăng trên báo Dân Chúng Xuân Bậu Tuất 1958 lúc đó chúng tôi làm báo công dân báo khá chạy vì là tờ báo duy nhất dám ra mắt công kích tây cứ hai ba ngày mật thám pháp lại gọi viên quản lý ra dọa nạt một hai lần vì thế ngày nào cũng có bạn hữu đến hỏi thăm đông lắm không thể nào kể hết nhưng thực các mặt trong tòa soạn và trị sự báo của chúng tôi chỉ có tám người trừ một ông trị sự ra bảy trợ bút là Ngô Tất Tố, Nguyễn Triệu Luật phùng bảo thạch vũ liên vũ trọng phụng nguyễn như hoàn và tôi có lẽ trong ngần ấy người các bạn ít biết nguyễn như hoàn biết làm sao được anh ta làm báo chưa nổi tiếng thì đã chết nguyễn như hoàn và giúp báo công dân là do vũ trọng phụng giới thiệu anh ta giữ mục áo đỏ áo đen cái mục nói về tòa án đọc anh ta ai cũng phát sợ cái tinh thần tôn thờ công lý và pháp luật của anh nhưng thực ra, vong hồn anh Hoàn xin tha thứ cho tôi. Ở ngoài thực tế, anh lại chính là người quấy nhất. Lộn xộn nhất, lộn xộn không chê được. Tôi không còn nhớ vì lý do gì vào hạ tuần tháng chạp năm đó, báo công dân bị thâu hồi giấy phép. Báo mà nằm xuống, thì tòa báo cứ y như thể là nhà có tang, ngồi một lũ trông nhau, chán lắm. Vậy 23 Tết năm đó, trả nhà lại cho chủ rồi, chúng tôi quyết định với nhau ăn Tết tập đoàn ở một chốn thật vui, đắm cái sầu thiên vạn cổ trong cốc rượu. Chúng tôi ăn Tết ở nhà cô đầu, nhưng tiền ít, cả một lũ kéo xuống nằm ở khâm thiên vạn thái, không thể được. Chúng tôi đành phải chơi lối cỏ, là hát bên gia quất, một xóm cô đầu nghèo ở bên kia cầu đô mễ. Nhưng rồi có một hôm không còn thể nào xoay được ra tiền nữa Vũ Liên suốt ngày ngâm thơ Tết. Anh em đừng tưởng Tết tôi nghèo, tiền bạc trong kho, chừa lĩnh tiêu. Nghe mà cứ phát phiền cả người lên. Ngô Tất Tố thỉnh thoảng lại vác ô ra mai lĩnh lĩnh tiền, không được, về năm thẳng cẳng, thở dài đánh sượt. Vũ Trọng Phụng cứ ngồi viết số đỏ, tuyệt nhiên không biết việc gì ở chung quanh. Bỗng một hôm kia, hình như là 28 Tết gì đó, Nguyễn Như Hoàn đừng hút thuốc viện, bỗng nhiên ngồi nhỏm dậy lắng nghe. Anh ta nghe thấy ở một cái nhà gần đó có tiếng dê kêu be be ẩm cả lên. Cái lối ghiền á viện, ẩm lắm, không chịu được. Hoàn bèn gọi một cô đầu vào gắt. Cái nhà ba thung ở bên kia nó làm gì mà dê kêu tệ thế hở mày? Người cô đầu đáp. Nó nuôi dê bán, nằm hết Tết đến. Người ta đến mua dê đem ra chợ bán, làm thế nào mà cấm được? nghe thấy người cô đầu ăn nói gay gắt thế, hoàn tỏ vẻ bực. Nhưng chỉ một lát, mặt anh dịu lại liền và môi anh bỗng nở một nụ cười khoái trá. Hoàn mà cười là có chuyện đấy. Thế hiện bây giờ ai đến mua dê của ba thung đó nhỉ? Em trông y như là ba xếu ở quất trung. Y bắt một con dê nhỏ, đường chói chân đem về để mai sớm đem bán ở chợ đìa thì phải. Hoàn gật đầu rồi đứng phát dậy. Hoàn bảo người cô đầu cho mượn một cái bao tải, bao bố, một cái chổi sể và nhìn thấy đôi giày gia đình của lão chủ nhà hát mua để đi Tết. Anh cho luôn vào trong bao, rồi cứ thế mà chạy như ma bắt, không ai hiểu anh ta dở trò gì. Đường đi từ gia quất sang quất trung phải qua cánh đồng, từ cái miếu thờ cô Thanh trở đi, có nhiều bụi dứa dại, có nơi lau sậy mọc cao hơn đồng người, lại có chỗ cây cối um tùm đứng cách nhau 10 bước không trông rõ mặt nhau. Biết là ba xếu về nhà, phải đi qua miếu cô Thanh, Hoàn đã đường tắt đến phục kích trước ở trong một bụi ô rất đậm. Sau khi đã vứt một chiếc giày gia định xuống đường đi và một chiếc nữa ở một khúc quẹo, cách đó chừng 30 bước, đoạn anh ta ngồi chờ. Một lát sau, ba xếu tới, vai vác con dê, anh nhẩn nha đi, bỗng nhìn thấy chiếc giày gia định mới toanh. Nhân đạo, anh ta đá vào một bên vệ đường để trả cho người đánh rơi giày. Nhưng qua khúc quẹo, mắt anh bỗng trợn tròn. Anh ta lại vừa trông thấy một chiếc giày nữa, nhưng chiếc này nằm kín kín hở hở ở trong bụi dứa. Ba xếu bèn đặt dê xuống đất, khều lấy chiếc giày ra định, rồi quay lại chỗ lúc nãy tìm chiếc giày kia. Chàng ơi, quả là một đôi giày vừa khẳm vừa khắm ba xếu đi thử ngắm nghía lấy áo chùi bụi ở mũi giày rồi lại đi thử thích quá reo lên thằng cha nào có đôi giày này thật là số ăn mày đi mua về đánh rơi ông nhặt được ông hên quá giữa lúc đó hoàn nấp ở trong bụi nhô ra khe khẽ ở phía con dê nằm anh khẽ lấy cái chổi nhét vào mồm con dê cho không thể kêu được cho vào bao tải, vác lên vai lẫn vào trong bụi, rồi dò một đường tắt ở sau miền, chạy bay về nhà một người bạn ở gần đấy nhờ cất hộ. Đoạn anh ta mới về nhà cô đầu mà chúng bạn thì thầm hỏi nhau không biết Hoàn đi đâu. Không nói không rằng, Hoàn lại tiêm thuốc hút, thì bỗng ở nhà ba thung có tiếng người nói ầm ầm lên như thể súng mi Chỉ là tại ông thôi, tiếng ba thung đáp. Tại tôi cái gì? tại ông không buộc nó kỹ chứ sao tôi vừa đặt xuống nhặt đôi giày này thì nó đạp dây nó sổ mất bây giờ có bố tôi bảo tôi đi tìm tôi cũng chịu thật là cái vận ăn mày năm hết tết đến còn tán tài thôi bán cho tôi con khác vậy chứ không mai phiên chợ lấy gì mà bán cho người ta bà thung lại phải đi chọn một con dê khác bà xếu rút ở bóp ra lấy 10 đồng bạc trả mà muốn òa lên khóc Đoạn anh ta lại xách dây lên vai, tay cầm đôi giày ra định ra đi. Hoàn vừa hút vừa nhìn sang nhà ba thung, thấy xếu trả tiền xong xuôi, Hoàn lại vùng dậy, ra hiệu cho anh em im lặng. Anh tháo vội cái võng treo ở sau nhà, ra ôm chạy. Hoàn lại dò đường tắt chạy ra miếu cô Thanh trước xếu. Thấy xếu gần đến, anh leo lên một cây cổ thụ, bắt trước tiếng dê kêu, be be, be be, ầm cả lên. Ba xếu lắng tai nghe trời Quả thật con dê của mình Anh Quang vội con dê ở trên vai xuống đất Với đôi giày gia định chạy vào bụi để tìm Be be, be be Bà xíu tìm, tìm mãi Thì chính lúc đó Hoàn leo ở cây xuống lại chỗ con dê thứ nhì, cuộn con dê vào trong võng rồi rông đi một mạch, không quên đôi giày gia định để ở bên cạnh con dê. Hoàn vác dê chạy về nhà người bạn nói trên gửi nốt sau khi đã ghé vào tai bạn dặn dò, rồi mới quay trở lại nhà cô đầu, đặt đôi giày gia định trả vào chỗ cũ và xoa tay sung sướng nằm vào mâm hút, kéo một hơi cực khoái. 29 Tết Dạng sáng 30, anh em từ biệt để ai về nhà đấy Anh Hoàn rất trịnh trọng, đứng lên nói để đọc một diễn từ. Thưa các anh em, năm nay là năm bất lợi cho báo công dân của chúng ta chúng ta vì không làm ăn với nhau nữa, phải bắt tay nhau tạm biệt mà không có gì cũng buồn. Vậy tôi có một tiệc mọn, xin các anh em hãy chứng giám cho trước khi ra về. Tôi lấy làm hân hạnh. Nói xong, như một đại đội trưởng, anh huy động cả một đống cô đầu sang nhà bạn anh, chỗ anh gửi hai con dê hôm trước bưng cỗ về. Chà chà, sao mà thịnh soạn thế? Chẳng còn thiếu thứ gì, chả dê, tái dê, cà ri dê, dê luộc, tiết dê pha rượu, dê hầm. Một bữa tiệc tất niên như thế thật là hãn hữu. Hoàn hô Nguyễn Như Hoàn. Nghe thấy nói rượu tiết dê bổ dương, anh nào anh nấy uống cứ say mềm ra. Đến lúc đó, Hoàn mới đuổi hết cô đầu ra, kể cho anh em hết cả lý do buổi tiệc hai dê. Cả bọn cười như phá. Nhưng đến sáng hôm sau, lúc chia tay, người nào người nấy cũng cảm thấy hơi buồn 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 vì phải tạm biệt nhau đã đành rồi nhưng còn buồn vì đã có một người bạn vì miếng ăn đã phải dùng thủ đoạn không lấy gì làm trang nhã lắm riêng vũ trọng phụng bạn thiết của hoàn anh không tỏ vẻ gì khác lạ suốt ngày hôm đó anh đi đến chiều về anh thở ra đánh thượt hít một hơi thuốc lào rồi bảo hoàn một cách trịnh trọng mặc áo vào đi chơi phụng và hoàn đi đến nhà ba xếu ba xếu thấy hai ông khách lạ trịnh trọng chít khăn đi guốc ra chào phụng nói chắc ông không biết chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn biết ông vì vẫn thấy ông đi đến mua dê ở nhà ba thung biết ông là con nhà văn học lại có đức độ chúng tôi nhân năm hết tết đến rủ nhau sang để chào ông mai tôi về chúng tôi chúc ông bà một năm mới tốt lành giàu bằng năm bằng mười năm ngoái rồi phụng gọi nào các cháu đâu ra bác mừng tuổi cho nào kèo mai bác ra hà nội ba đứa trẻ ra chào phụng và hoàn phụng rút ra một gói giấy đỏ ở trong bóp ra đưa cho đứa lớn nhất bọn trẻ khoanh tay cảm tạ không đợi cho ba xíu nói phụng vội từ biệt kéo hoàn chạy ra xe hối chạy thật lẹ về hà nội đến cầu đô mỹ hoàn hỏi phụng anh mở hàng lì xì cho chúng bao nhiêu lấy bản quyền trước về cuốn sông tố được 50 đồng. Lê Cường đưa cho 20 đồng tiền Tết, tôi trích ra 25 đồng để trả tiền hai con dê cho bố đấy. Bố có biết không? Gió sông hồng mát lạnh, nước chảy đập vào chân cầu một nhịp điệu âu sầu. và để kết thúc chương trình xin được gửi tới quý vị bài thơ đời một nhà văn của nhà thơ trần huyền trân thi phẩm sẽ góp phần khiến chúng ta hiểu hơn về cuộc sống nhọc nhằn của giới cầm bút nửa đầu thế kỷ trước nhưng họ vẫn bền bỉ miệt mài sáng tạo để lại bao tác phẩm có sức sống vượt thời gian đâu đó lâu đài bỏ nhện răng mà đây phòng xếp hẹp như xăng giường ken chiếu nối xoay ngang dọc xương gối vào xương chẳng đủ nằm cửa nhỏ trông rời với chấn song một khuôn chật trội mấy phương lòng tường vôi gạch lở loang màu máu nung nấu thêm sầu mộng núi sông đã có lần khói bếp không lên vợ ngược con xuôi túi hết tiền chồng gục cả lòng trên giấy mực đen ngòm mặt đất tối như đêm trang lại trang máu lẫn mồ hôi từng dòng tay bút đã buông xuôi giữa khi ông chủ buôn văn ấy tược rượu lầu cao ngả ngốn cười tới đây thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu hôm nay của Ban Văn học nghệ thuật VOV6 đã hết. Mời quý vị và các bạn đón nghe những chương trình tiếp theo vào thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những người thực hiện chương trình, các phát thanh viên Hồng Huệ và Việt Hùng, kỹ thuật viên Tuấn Anh và biên tập viên Đỗ Anh Vũ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.